Vẫn bốn mùa âm dương nghe tuyết tạo tâm trí thành câu nào cầu bình an thiên tiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhất thiên tiên tăng vòng chê thắng sẽ đoán xoa thanh ra hồi cùng đi nhị địa tiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhị địa tiên tích xưa sinh thành trong đỉnh sóng sơn thanh và hồi cùng đệ tam chú tiên cung thỉnh mời đệ tam chú tiên xích luân long nữ thư viện thoại cung thanh và hồi cùng đệ tử con đi dâng bài văn tấu cung thỉnh mời cô sau sơn sáng ngôi đền thờ cô cô con với mộng sung xuê lối lên sông hoa lối lên sông hoa lối về xuôi mà cành chín tư huy hoàng lộng lộng đúng cung tử có sắc tăng phong càng thêm đức tiếng thương dành thank you.
chít cù ông, tóc mây ngó bông hoa cài. Bước khoan thai lên đi hồ thánh thượng sớ tràng tân, kinh ni ngưỡng tam tòa đồ khen cô sáu nên là. Thời cô loan giá về đến đây.
dục măng vàng đêm đêm sau nhiều người năm ngoái năm xưa thành đồng con kia sớm cùng thờ
Đồng tăng kỳ lừa, cô mau chân kề
xin vươn ra lung linh quay gánh đồ sơn chiều cá va tay khơi xó vì mang từng vàng muốn dân xóm họ đường đồ sang đời đời bán xó xóm họ nơi nơi gió xa trong đền xong tuyên cái kiểu tình nghi cô hầu xong đi bơ tỏa thành ra hồi cùng tin cô bé tinh tinh sắc sảo việc xong ngoài cô bé mách bảo người dần van loan ra hồi cung cô đi rồi cầu ngư đến chơi thực tiết cầu cả người nơi bản thanh ra hồi cung cầu hoang đôi đưa cô đến ngàn thì đùng xuống đổ thanh ra ba tuổi khôn ngoan cụ bơ hoàng ba tuổi khôn ngoan thanh ra hồi cung khi sớm ra vào bản đi nơi cô bé ra vào đêm ngày nâng bứt bài cao quỷ tâu tóc trẻ tuổi xanh đi
cầu. Sân kinh có xưa Nam Mô A Di Đà Phật đi cầu đi chân đồng cầu hoàng có phép thần đồng xưng phân đi tử xóm buôn và tốt với độ do tài đọc bằng người. Thank you.
mong phải đỏ sườn. Cậu bé sao mà lại lịch sự đẹp trai thế? À ơi, thật thánh sai sai cậu bé về đây, cậu về nhận lễ, cậu về trưởng đàn, đầu đội cắt xéo cưới con ngựa bạch vai bạc đôi. Vâng, chẳng quyết.
khánh đạt mừng mùa xuân. Hôm nay cầu ngự vì đồng cùng về chứng lên. Có ai hơn là hơn mà cứ đêm đêm khi trăng thanh gió mát cổ hoàng mở cửa ra chơi vườn đi nhau. Dùng ngựa phi để vang 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 nhạc ngựa phi đi ra ngoài quốc ngựa rước cầu bên đồng phố cát đi đồi. Dùng ngựa phi đi vang 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 ngựa phi đi ra quay quất ngựa rước cầu bên kia người về đến.